Ok, lo chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ review cho anh em cái kìm bóp cơ tay. Ok, ở bên trên này là cái kìm bóp cơ tay loại có đếm. Ok, có đếm là sao các bạn ha? Mình có làm rất là nhiều video chia sẻ cho các bạn rồi. Có đếm là thực tế ra là nó chỉ có, nó có thêm cái bộ đếm. Đây các bạn, nó có thêm bộ đếm ở trên cái phần dưới này để chúng ta có thể đếm được cái số lượng chúng ta đếm. Số lượng chúng ta bóp một ngày hoặc là số lượng chúng ta bóp tùy theo ý thích của chúng ta. Ví dụ các bạn bóp tới từ 1 tới 10. Hôm nay chúng ta bóp 10 cái, để chút mà chiều chúng ta bóp tiếp 10 cái nữa thì nó sẽ hiển thị số 10 ở chỗ đây. Thì bắt đầu chúng ta sẽ biết chúng ta đã bóp được 10 bao nhiêu cái trong một ngày. Ok ha. Rồi. Cái tiếp theo dưới này là không đếm nè các bạn. Đó, dưới này là không đếm nè. Ok không? Đây để mình lấy một cái không đếm cho các bạn xem luôn. Đây. Đây. Đây các bạn, cho các bạn so sánh. Đấy, có đếm và cái không đếm. Đây, cái này là một cái có đếm và một cái không đếm nè. Đó, nó khác biệt chỉ ở chỗ đó thôi các bạn. Còn đối với sản phẩm cái kim bóp cái tay này, lực tăng chỉnh của nó là từ 5 tới 60 kg nha các bạn. Đó, còn lưu các bạn cái lực của lò xo, lực để chúng ta bóp vào đó là 5 tới 60 kg. Yeah, đây thì các bạn nhìn nè, mình bạn nè, mình chạy cái cấu tạo của cái kim bóp cái tay này nó rất là đơn giản các bạn. Đây, mình bạn nè. Mình bạn càng ra thì nó càng tăng chỉnh cái lò xo chúng ta, nó càng giãn ra. Thì đồng thời cái số ký này sẽ càng nặng thôi, đơn giản vậy thôi. Đó, số ký nó càng nặng thôi thì chúng ta bóp đó, bóp một cái thì nó sẽ lên số 1 nè, bóp tiếp nó lên số 2 nè, bóp tiếp nó lên số 3 nè, bóp tiếp nó lên số 4 nè. Đó, thấy không các bạn, bóp đó. Còn các bạn muốn reset lại thì chúng ta quay lại cái này là sẽ reset lại từ đầu thôi. Ok không, reset lại từ đầu thôi. Đó, đó các bạn nhúc ở dưới này thì chúng ta sẽ reset lại từ đầu. Đây, không các bạn, đây mình bóp nè. Đó, còn cái này cũng vậy thôi. Bên này là cũng cái bóp không đếm này cũng từ 5 tới 60 kg, các bạn muốn nặng hơn thì các bạn vặn chỗ này. Vặn chỗ này, vặn cái nấm màu đen này các bạn. Ok không? Vặn nấm màu đen thì nó tăng cái lò xo chúng ta đã giãn ra thì cái lực của nó sẽ càng cứng thôi. Cái đơn giản cái nguyên lý của nó đơn giản như vậy. Đây, bên này là không đếm nè, bên này có đếm nè. Đó. Cái chất lượng của sản phẩm này là nhựa ABS cho nên các bạn yên tâm về cái chất lượng bị gãy hay là bị vỡ như thế nào. Đó, bởi vì một số thị trường, một số bạn đang mua những sản phẩm hàng kém chất lượng trên thị trường thì các bạn bật lấy cái sản phẩm này về chúng ta bấm một hai lần thì nó bị gãy ở trên này nè các bạn, hoặc là nhựa nó bị giòn nó bị gãy. Thì đó là bên hàng nó bị kém chất lượng, còn bên mình hàng đảm bảo ok các bạn. Đó. Còn về phần lực thì mình nói thẳng với các bạn luôn, bên mình đó là từ 5 tới 60 kg. Đó rất là ok, từ 5 tới 60 kg. Còn bạn nào lực bóp tay nặng hơn thì có thể các bạn sẽ sử dụng những cái phương pháp tập luyện khác. Ok ha. Còn cái này chúng ta sử dụng, ví dụ như trường hợp mà lực của các bạn qua 60 kg thì mình nghĩ các bạn nên tập số lượng nhiều cái hơn, chúng ta bóp trên một ngày. Ok, cũng sẽ rất là phê đấy, rất ok. Còn các bạn muốn nặng hơn, muốn tập cho cái cơ của chúng ta lên cơ mạnh thì các bạn nên ra phòng tập hoặc là những cái phương pháp khác. Còn đối với phương pháp này thì chúng ta sẽ tập luyện để cho cái tay của chúng ta nó được thoải mái trong suốt quá trình chúng ta làm việc mệt mỏi, hoặc là chúng ta có thể là thư giãn, chúng ta vừa làm vừa thực hiện cơ tay chúng ta để chúng ta rèn luyện cơ tay chúng ta một cách tốt nhất thôi. Ok ha. Ok, đây đó. Ok đó. Đối với mình thì mình thấy hai sản phẩm này rất là tuyệt vời, rất là ok. Sản phẩm lò xo cũng rất là tốt. Ok chưa, rất là xịn không, êm không. Đó, với mình thì mình rất là ưng cái loại có đếm số này, vì nó thứ nhất là nó sẽ tạo cho mình cái cảm giác mình có thể bóp hết cái cánh tay chúng ta để nó kêu. Đó, khi nó kêu thì nó bóp hết, mình đã biết là đếm số. Còn nhiều lúc mình bóp nửa chân thì như này mình không biết. Đó, mình rất là ưng sản phẩm này. Còn đối với các bạn cần cái thích cái loại sản phẩm có đếm hay là không có đếm, ok, bạn nào quan tâm tới sản phẩm này thì cứ liên hệ trực tiếp với mình với số điện thoại 0776768999, hoặc các bạn có thể tới số 70 đường Đệ Hai, phường Tân Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta có thể theo dõi sản phẩm này. Ok ha, có thể tìm hiểu sản phẩm này thêm. Ok, rồi chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.